Hello guys, I'm Phu from Fuber, YouTuber. This is my online business. I show you. Go to whack. No, go this down here to the left, bottom left. And then select on top. Check if I'm signing in yet. I signed in already, so check my orders. My name there. My orders. And then I go down to 9 order left. It's done. I have 9 order left. So I check my wallet. How much wallet I have? I have 246, 42, 43, 35. My recharge on $8. Frozen account balance 276, 237. 27, and this is my best online business. Đang bán mấy cái này, đang bán lại online trên mạng. I store của Phú là I store. Nên có đồ bán không? Mua bán đồ bán thêm. Coi có gì bán không, bán cho bán mình phải bỏ tiền, mình phải bỏ tiền cọc trước, sau đó mình bán cái đồ này ra mình lại 20%, mình thích mình để lại 20%, nó là 20%, cái này không được nè. Face mask. And so ngoài lạnh quá rồi, rồi thôi chắc gì thôi, tiền nào ngày mai hết nữa link quay video. Like my video, share, and link.